Dạ, con xin lỗi chú, nhưng mà chữ ký này vẫn chưa giống chú ạ. Tôi đã ký 18 chữ ký rồi, bây giờ có cho tôi rút tiền hay không? Dạ. Ờ đúng rồi đó, có một cái chữ ký không à, mà làm khó làm khăn người ta. Dạ, thật sự là con không có làm khó gia đình của mình. Gia đình thông cảm cho con, đây là luật của ngân hàng thôi. Tại vì ban đầu á, là chú ký giấy hồ sơ đầu tiên với ngân hàng là chữ ký khác. Còn bây giờ chú muốn rút tiền, chú ký chữ ký khác, mà hai chữ ký không khớp nhau nên con không thể cho gia đình mình rút tiền được à. Chứ con không có làm khó làm dễ gì hết. Thế bây giờ tôi còn làm như thế nào nữa? Dạ thì con có chỉ chú là chú cứ ký đưa dấu phẩy lên cao một tí. Dạ nếu mà chú ký hoài không giống như vậy á, thì con không thể nào giải quyết cho trường hợp gia đình của mình rút tiền được ạ. Cậu là nhân viên ngân hàng mà cậu anh nói khó nghe như vậy. Đúng rồi ông, thằng bé bây giờ nó chỉ còn có một cách này nữa. Chứ giờ sao giờ? Ba là nhằn quá. Cái đó cũng là công việc của anh ấy không ạ? Anh ấy cũng đâu có muốn như vậy. Mẹ con nhà mày không biết cái gì hết. Mày con nít biết cái gì? Ờ, mày con nít biết cái gì? Thế bà biết à, nó là con nít. Mặt nó khờ khờ như vậy, chắc chắn nó không phải con tôi. Ờ, đúng rồi, nó không phải con ông. Nó không phải con tôi, con ai? Ờ, tôi lộn. Dạ, cả nhà mày bình tĩnh đi ạ. Đây là chuyện nhà tôi chứ không phải chuyện nhà con. Ờ, dạ. Lập, sao không đưa khách ra ngoài, đưa khách vào trong văn phòng làm gì? Lập, có gì mà căng thẳng thế? Dù chơi tí, ký hoài không giống. Sao không đưa ra ngoài văn phòng? Khách VIP. Khách VIP. Ờ, để tôi cho. À, nhà mình ơi. À, con vừa nhận thấy rằng hình như nhà mình đang có vấn đề ở chữ ký đúng không ạ? Tôi đã ký 18 chữ ký rồi, mà nói bây giờ chữ ký này chưa đúng. À, để con xem cho. À, theo như kinh nghiệm của con ấy, trong trường hợp của nhà mình, cái dấu phẩy của nhà mình nhá, bác ngoằn nó sang bên phải, quẹo nó về tay trái một cái góc khoảng 26,9 độ là được bác ạ. Rồi, lụm tiền. Dạ, đúng rồi bác ạ. Đấy, có thế thôi mà cứ làm cái gì dườm dườm giả giả mất thời gian không? Dạ, nhưng mà tại... Nhưng mà con có cái ý này. Hay là bây giờ con mời nhà mình ra ngoài kia uống chén nước cho nó mát. Ở trong này ấy, bọn con sẽ giải quyết hồ sơ nhà mình, sau đó thông báo cho nhà mình biết được không ạ? Đúng rồi đó ông, bây giờ đi ra ngoài kia ngồi đi. Chứ ngồi đây thấy cái mặt thằng này bực cả mình. Dạ, xin lỗi cả nhà. Dạ, con mời cả nhà mình ạ. Còn cái chuyện nhà mình, chuyện tập phạm, về tôi sẽ xử bà. Ờ, thì tôi hùa theo ông thôi. Dạ, con chào nhà mình. Càng thế nhỉ. Ê, fan, tôi thấy fan cưới vợ rồi mà fan vẫn cứ cứng nhắc này là không được đâu nha. Cứng nhắc cái gì? Thà tôi cứng nhắc còn hơn là phá đi nguyên tắc. Fan nói thế thì tôi chịu rồi. Ê, từ từ. Này. Gì? Sao mới lấy vợ có mấy hôm mà sao trông là ế oải thế? Nói linh ta linh tinh. Ế oải chỗ nào? Chỗ nào? Chỗ này. Cả người toát ra cái sự ế oải luôn á. Ê, nhưng mà chỗ anh em hỏi thật nhá, ế oải thì ế oải đấy, có cái thẻ đen nữa không? Ê, tào lao. Ông nghĩ tôi là người vậy hả? Nè, nói cho mà biết, anh đây tự đi làm được, tự kiếm tiền được, nuôi vợ con được biết chưa? Không có xin ai hết á. Đúng, hảo hán. Thế là fan đã vượt qua bài kiểm tra của tôi rồi đấy. Mà nói thật nha, tôi là bạn thân của fan ấy, thì tôi mới thấy fan bình thường thôi. Chứ không phải bạn thân thì thấy không bình thường lắm đâu nhá. Giờ này là mấy giờ rồi? Hai cậu còn ngồi đó tám chuyện gì hả? Sếp ạ. Ngồi đây. Ui, sếp. Từ sáng giờ đã có ai nói cái gì với sếp chưa? Chưa đúng không? Bởi vì em nói thật nhá, sếp mà không lên tiếng ấy, em tưởng hôm nay sếp thuê ca sĩ Hàn Quốc về để biểu diễn cho anh em xem đấy. Phòng độ quá. Hàn Quốc rồi ha. Dạ. Đẹp trai, đẹp trai. Trong phòng tôi còn ghế trống á, cậu lên đó ngồi. Ủa, em có ghế thôi mà sếp.
có ghế rồi đúng không? Dạ. Vậy tìm ghế của mình ngồi ha. Còn bây giờ đi ra ngoài làm gì cho tôi? Dạ. Em chào sếp ạ. Dạ em xin phép sếp. À khoan cậu Lộc, còn cậu nữa. Sao? Bây giờ cưới được con gái của ông Quốc rồi bắt đầu chỉnh mảng công việc đúng không? À, dạ em đâu có đâu sếp, em vẫn làm việc đây nè. Cái... anh chỉ gì hả? Chỉ gì cho chỗ gì đây? À, bây giờ có được vợ giàu rồi hay là muốn nghỉ làm không? À, dạ à, em không hề có ý đó luôn đó sếp. Dạ nhưng mà có chuyện khó nói lắm sếp. Cái gì? Ông Quốc muốn cậu nghỉ việc ở đây? Dạ đúng vậy ạ. Chết tiệt thiệt. Lão cao già này dở trò gì đây? Dạ, sếp nói gì vậy sếp? À không. À cậu Lộc nè, vậy cậu dự tính sao? Có tính nghỉ ở đây không? Dạ hiện tại mọi chuyện còn gấp quá nên em chỉ mới suy nghĩ thôi. Nhưng mà chắc chắn em sẽ vẫn còn làm tiếp tục ở đây. Thôi được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi. Dạ. Tôi nói cậu ra ngoài làm việc đi. À dạ dạ, em xin phép. Lão cao già quất này tính tiên chiến với tôi hả? Ông tưởng tôi sợ không sao? Được, để xem ai là người chiến thắng. Anh Nam, anh biết tin gì chưa? Biết. Này, có phải là sáng nay ấy em trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc đúng không? Thì em có vào làm mặc hai hơi thôi, nhưng mà em đang nói chuyện khác cơ. Sao rồi? Mấy hôm nay các cô cậu á đối xử với Lộc sao? Dạ thì mấy hôm nay vẫn bình thường thôi sếp. Có chuyện gì vậy sếp? À, chuyện là vậy. Thằng Lộc đang có ý định nghỉ đi làm việc ở đây để về đầu quân cho ông Quốc. Các cô cậu biết chưa? Rồi xong. Em hiểu luôn rồi đấy sếp ạ. Đúng là phận làm trai 12 bến nước mà. Đã phải đi làm rể nhà người ta rồi, tưởng là lấy được vợ giàu thì sướng. Ai ngờ khổ thân fan tôi quá fan ơi. Nhưng mà lấy được vợ giàu cũng oai lắm anh. Thôi được rồi, im lặng đi. Các cô các cậu không hiểu được cái mức độ nghiêm trọng của sự việc này đâu. Tôi với ông Quốc là chỗ quan hệ bạn bè với nhau cũng hơn chục năm. Thằng Lộc nó vô ngân hàng mình cũng hơn 5 năm rưỡi. Nó quen con Ruby, con gái của ông Quốc cũng hơn 2 năm. Trước đây thì không có chuyện gì xảy ra hết. Bây giờ đùng một cái ông Quốc đột bắt nó về làm rể, rồi kêu nó về đầu quân cho công ty của ổng. Các con các cậu không biết là thằng Lộc nó là cái thằng nhân viên nắm rất nhiều thông tin quan trọng của khách hàng. Bây giờ mất nó, thiệt sự ông Quốc này ông nhút mặt không để mũi. Sếp sếp, cho em ý kiến cái. Em thấy sếp hơi overthinking đấy. Làm người không làm, tự nhiên sếp lại đòi đi làm mũi làm gì? Các cô các cậu cũng trẻ, sao mà hiểu được cái suy nghĩ của người giàu chứ tôi. À, ông nói bọn mình nghèo đấy. Thì đúng là vậy mà. Nhưng mà anh Lộc mà đi thì em có cơ hội đi làm trưởng phòng rồi đấy. Thôi, im lặng đi. Trật tự lên giùm cái. Tôi nhắc cho các cô các cậu nhớ, ở ngân hàng này thằng Lộc là cái thằng nhân viên đạt hiệu suất công việc cao nhất. Ba người như các cô các cậu, thậm chí cộng với 7 người nữa cũng chưa chắc bằng nó. Bây giờ mất nó thì liệu thử có 10 người có lắp được khoảng trống như lại hay không? Sếp bị overthinking rồi. Overtalking ấy sếp. Talking là nói chuyện ấy sếp. Em mới học tiếng Anh. Nói chung là em thấy sếp nói hơi quá đấy ạ. Đúng rồi sếp,
em thấy anh Nam nói đúng đấy. Chứ nói về anh Lộc thì giỏi thật, nhưng mà đẹp trai làm sao bằng em được. Cậu Lộc, cậu có tin tôi lũi gì cậu hả? Dạ, em xin lỗi. Bây giờ tất cả tập trung nè. Kể từ giờ phút này, công việc của các cô các cậu là tập trung lấy lòng thằng Lộc cho tôi. Các cậu, các cô dùng mọi biện pháp để giữ chân nó ở ngân hàng này. Nó chịu ở lại, chịu làm việc là thành công. Còn mọi gì còn lại á, để tôi giải quyết. Lấy lòng. Ê, đang tự nhiên giờ đi lấy lòng nghe nó cứ sao sao á. Cô Thư, vậy thì cô có biện pháp nào để khỏa lấp khoảng trống của cậu Lộc để lại? Không có đúng không? Hai cậu có cũng không đúng không? Vậy thì mau xách đích làm gì đi. Dạ, rồi xem. Lão Quốc muốn tiền chiến với tôi hả? Chắc tôi sợ lắm. Được, để xem ai là người chiến thắng. Con có nghĩ giống mẹ không nha? Sao mà nó hình như nó là nó dở dở, nó ương ương, nó gàn gàn, nó bướng bướng, nó là sao đúng không? Mẹ nhạy cảm quá, con bé nó chưa có quen mà mẹ. Ui. Trời ơi, coi bà chán, bà dễ sợ luôn vậy đó. Ngớ. Mẹ cần mua cái gì hả? Không phải, không phải mua đồ cho mẹ, mua đồ cho con. Trời ơi, thiệt nó thiệt, bỏ cái chậu xuống, bỏ cái chậu xuống. Đứng lên. Quay dọc tôi coi. Trời ơi, còn đứng cái kiểu người mẫu nữa, bà ơi, bà chán quá. Trời ơi nè, đây nè, đây coi nè. Áo thì bỏ xuống rồi, bên tay cao, bên thấp, quần cũng vậy. Thiệt giờ con á, mẹ là phụ nữ mà giờ con không muốn nhậu chút xíu nào. Cứ chi chồng con mới đẻ con đứa mà tính nó bề xề, không có chịu sửa soạn tuốt tác gì hết trơn á. Trời, mình như vậy ra mình bỏ, mình không thương cái bản thân mình á, phải mốt chồng của mình ra đường thấy vợ ta, nó trời ơi sao vợ ta đẹp quá, hấp dẫn quá, còn vợ mình chán quá, nó ngoại tình nó con. Chém nó luôn á mẹ, mất nó luôn á. Trời đất ơi, ghê vậy đó hả? Đi nè. Sao gì mẹ? Đi mua đồ diện lên cho tôi. À, là số tiền này mẹ cho con để con mua đồ cho con. Ừ. Mặc đồ đẹp lên nha. Vậy là chốt rồi mẹ. Như vậy là con sẽ mua với cái đồng đẹp nhất, mắc nhất nha. Khoan. Sao hả? Ủa, mẹ nghĩ 500 là mua dư rồi. Mình cũng không có giàu có gì, cho nên mình mua gì tiết kiệm chút xíu ha. Chứ ôi nhiều cái ở đầm con trăm mấy, có mấy đầm trăm mấy mắt, mấy chục mà đẹp thì ghê luôn kìa. Nè, mua được nhiều cái, hiểu chưa? Ok, cũng được. Nhưng mà mẹ, còn bữa tối sao ai nấu? Yên tâm, cái chuyện này để mà lo. Nghe mẹ dặn kỹ, về sau buổi tối. Ok mẹ. Nhớ, tiền dư trả lại cho mẹ. Làm gì có dư, 500 là làm gì có dư, không có dư. Ủa? Quên. Ủa rồi cậu có chửi đâu vậy trời? Tự nhiên cũng mất 500.
Ruby, Ruby dậy con, dậy con. Ruby dậy, Ruby dậy. Con chừng trúng mẹ. Dậy dậy con, dậy con dâu. Dậy. Mẹ. Mẹ nè. Đêm hôm khuya khoắt, mẹ qua phòng con làm cái gì vậy ạ? Hello my fan. My fan đi làm rồi à? Vào đây vào đây. Đây, để đây tôi cầm cặp cho. Sao? My fan thấy gì? My fan thấy gì?